Sau đây sẽ là phần thi của Freedom Team. Xin mời Freedom Team bước ra sân khấu. Bây giờ thì
khán giả, mình sẽ đếm 1, 2, 3 và các bạn hãy quyết định cho nhóm Free Double Team nha. 1, 2, 3. Bây giờ nếu thích thì vỗ tay, còn nếu không thích thì ồ với không ố nè, ồ nó khác ố ố với giờ cô vũ á, ồ nó khác nha. 1, 2, 3. Ok thôi, ban tổ chức AC đây qua đây qua. Rồi, các bạn có thể vào trong tự dàn xếp, ban tổ chức tự dàn kia, ban tổ chức đang chờ các bạn dàn kia, cảm ơn. Chắc chắn là ban tổ chức đã nghe những tràng pháo tay vừa rồi của khán giả dành cho các bạn.